đi rất xa, đi tham quan thôi. Đấy, mình cầm dao, mình cầm dao rất là nhiều dao luôn. Ba kích tím, ba kích rừng, mật gấu, cổ bình, sâm quy. Thôi, đây toàn là ấy thôi, sâm đá này à. Sâm đá. Lay sóng được có quần đi nhẹ cả người không? Thôi cái đấy quay làm gì nữa, thôi đi đi. Dưới đấy quê đầy. Quay cái gì mà Vào xem anh em ơi. quê không có. Có cái cổ gì mà nhìn nó cổ như cổ khoai lang này. À, Hà Thủ. Hà Thủ ô này là mình ấy ra là mình uống luôn hay là như nào? Hà Thủ ô đấy mọi người. Chị tóc tóc bạc Hà Thủ ô. Đây nhá. Quay 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 cho Đây em à. quay tí giữa đường đấy Đây là quả dứa đường. Tác dụng nó là chữa gì đây anh? Chữa sỏi thận bàng quang. Thật hả? Ngâm rượu. Mình ngâm với rượu mình uống à? Ngâm rượu hoặc là sắc nước cùi. Sắc nước ngâm Bao rượu. bao tiền một quả đây? Mà 100.000 một cân. Một cân. Sắc nước uống thì nó có vị gì không? Nó có vị Vị gì thơm, không? Như có mít nhỉ? Như có sầu riêng ấy. Mình mua quả về nhỉ? Mình thế đang mình là mai kiểu đêm tiểu điếc. Mai mua. Mai về đấy. Cái như quả mít ý. Như có mít, như có số riêng nhé. Mai mai về mai mua. Mình dạo này hay đá đêm quá, muốn mua mấy quả chùa mận mận Bắc Hà ăn no được không? Chưa có. Mận Bắc Hà chính chính gốc của ăn ăn no được mọi người, không bao giờ bị nóng ruột. Atiso rồi hả? Lần đầu tiên được nhìn quả atiso. Giữa đường chữa bàng quang sỏi thận này mọi người. Tắc kè. Sâm cau. Đi. Sâm cau này. Đây toàn thuốc bắc thôi. Chợ đây rất là phong phú luôn. Thịt trâu các bếp rồi đồ kéo luôn này. Cơm lam. Cơm lam này bán ống à? Chống vườn. Xem cái này là cái cơm lam này là của người dân tộc gì? Dân tộc Giấy ạ. À. Giấy. À. Chị là người dân tộc Giấy đấy hả? Dân tộc Giấy ạ. À, dân tộc Giấy là dân tộc. Giấy tức là người Tày ấy hả? Không, người Giấy là Giấy, Tày là Tày. Tày khác, Giấy khác. Giấy vậy là dao ấy hả? Không, dao khác. Dao khác, mông khác, mông à. Tay khác, tay khác. À. Giấy còn tên khác, có tên khác đâu? Không, chỉ có là Giấy thôi. À, thế Giấy. Đi ra đây luôn. Chân chụp về làm quà nhá. Tí nữa đi mai chơi về mới mua được giờ. Mai không 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 ăn được. Dân tộc Giấy là dân tộc Giấy, ngày xưa mình thường dân tộc Giấy là dân tộc Dao. Thì mấy bà ăn rõ rồi. Nụ lon bao tử tam thất đấy. Thế à? À. Táo mèo này. Kia người ta đang bẻ những cái măng ấy, người ta bán đặc sản là măng măng rừng, măng vầu, măng trúc, măng tre đủ loại măng. Đây là chợ chợ rau này mọi người này. Và chị đang giới thiệu đây, đi đây đi vòng ra kia. Đâu mua gì 20.000. Đây đây hả? À, đây.
Trả đi. Đây là bà 20.000 bán lớp bà này à? Hết rồi, hay là vẫn còn mai mua chiếc lợn tiếp. Đi một vòng chợ Sapa cho mọi người coi. Rất là nhiều đồ tươi, các loại rau ở đây rất là đa dạng. Cái rau ở đây ăn bao giờ nó ngon, ăn được quê rồi. Nó rất là ngọt. Kể cả những cái đồ thịt tươi ăn, như thịt lợn hay thịt đấy ăn cũng ngon hơn. Cả các loại gạo này cũng ngon hơn. Bao tiền gạo đây em? 250 ạ. Không ạ. Lớp lương. Lớp lương này à? Lớp lương kia. Đây ạ. À. Còn lớp này lớp gì? Lớp cổ không? Lớp cổ ngon không? Cái này là lớp cẩm. Lớp cẩm. Đây lớp cẩm. À. Cái hạt gì em quên này, gạo gì em quên nhỉ? À, gạo đấy là gạo rất thịt. Dập dính là dập dính. Dập dính. Ăn ngon không? Bông nộ để ăn. Gạo nhìn giống gạo Hàn. Cái hột nó cũng to to như vậy. Chợ thịt cá bên này. Đây là hàng chợ rau thôi. Sang cái chợ rau là mùi rất dễ chịu. Mà sang cái chợ kia thì mùi là ghê gớm đó các bạn. Đây này, con mèo tó này, mèo ấy rất là đẹp luôn. Cái màu của nó. Rồi chạy đâu? Đây. Đâu? Con mèo. Ơi, nhìn người nó lát lại. Nhìn như con hổ. Rau thì rất phong phú luôn. Đi sang chợ thịt cá cái xem này. Đây là hàng bún. Bánh phở rồi đủ thứ. Hàng chợ thịt cá này, hàng khô, mì chính rồi đủ thứ, hàng thịt. Sang hàng thịt này mùi khó chịu lắm, thịt đấy. Cá này các bạn này, rất nhiều cá luôn, vịt, mỡ, đủ thứ. Ôi ếch này, ôi ếch nhiều quá, nhiều ếch thế. Ếch này là ếch lùi à chị? Ếch lùi. Mỗi ngày thịt không biết bao nhiêu con ếch. Thịt bò, trâu. Đi ra đi, mùi này ghê lắm. Đây, đây. Chị đi đường đấy đi, đi đường đấy lên. Chị đi đường đấy lên, em đi đường này lên. Đồng. Đây. Cần đối chứng ban quản lý chợ Sapa để cửa hàng thịt chó. Đao phù thủ. Nắng lắm. À, đây là quán phở Trung Hoa. Phở gia truyền Hà Nội phố cổ. Bát đàn, bún miến, cháo, thập cẩm, cơm bình dân. Rất nhiều món luôn. Mặt đỏ thế. Ngày hôm nay đi tham quan chợ Sapa cho mọi người coi một chút. Đây rồi. Đi vòng bên này không? Đây có gì đâu mà. Hả? Đây còn là tầng dưới bán đồ này đây. Toàn quần áo không ấy. Đi ngắm chợ đây. Ngắm chợ rồi. Đây. Hết một vòng. Đây toàn dao, thuốc lào, thuốc lá. Ôi, cứ tưởng con này con thật đấy. Nhìn giống như thật luôn. Con này con chó gì đâu, con mèo đâu. Chó mèo đi. Con này con hổ con. Ôi, em cứ tưởng con ấy thật đấy. Con chó thật đấy. Dưới bên này thì có luôn. Sống ngay luôn rồi.
kiểu cái điếu cày đặc sắc ấy, điếu cày bằng ngà voi. Ở trong này có gì không? À. Để toàn đồ. À. Đây toàn đồ trang sức của con gái, con trai ở nhẫn. Nhẫn này nhẫn vàng vàng thật hay vàng giá hay chị? Cái vàng này nó là Mỹ ký, giá 925. À. Sợ nó ấy hả? Sợ đi đang làm gì người ta nhón cái nhỉ? Mất à, mất 10 triệu, 20 triệu đấy. Không được dán đâu. Anh chị ở đây mà. Chị bán phở. Em bán phở đây mà. Em đi vào chợ chơi. Em đi ngắm chờ dẫn đi nhà chú ở quê lên đi quay. À. Thích chợ sao ra đi quay. Người ta nhận ra, người Sapa người ta nhận ra ngay. À, mình và điều mình là khối người chào. Ôi để cho con rắn con này. Rắn này. Rắn thật hay rắn giả hay chứ? Cái con rắn này rắn giả hay rắn thật hả? Rắn thật đấy anh ạ. Ôi giời. Lần đầu tiên nhìn thấy luôn này. Cái con rắn rất là nhỏ. Cái đây là thuốc à chị? À, rượu đấy hả? Cũng có rắn này, rồi có cả con kia là con bọ cạp đấy cũng chị. Đây toàn đồ thổ cẩm thôi. Có thổ cẩm dành cho lòng thanh niên mặc cơ. Đấy đấy hả? Ôi giời ơi, to chết ngốt mùa này. Nhìn sao có bộ là đẹp đẹp không? Bộ lá phải mát cơ, bộ này to lắm. Ui dày lắm. Dày này mặc này. Nhìn già nha. Thì ông này 50 người ta mặc chứ mình mặc. Không không không, đừng lấy chị ạ. Cái này nhìn già lắm. Mình nhìn nó thế thôi. Rất là đẹp đây này, anh. Không không, cái đấy thì càng không. Mình mua cái đồ gọi là nó khớp hết thì nếu mà cái nào ví dụ như là chị mua hay hơn thì chị đổi cái khác thì nếu mà chẳng hạn như đắt tiền hơn hoặc rẻ tiền hơn thì được. Mình sợ mình mặc giá. Em sẽ đổi gì? Chứ chị không trả lại mà ví dụ như là giá 100 thì chị đổi ừ. Ví dụ như là đây là cửa hàng thuốc bắc. À. Kết quả rồi, quả gì chứ? Hoa hồng anh ơi. Hoa hồng đấy hả? Nó chữa gì đấy hả chị? Chả chữa cho nó sinh thôi anh ạ. Uống được. Vợ nó có đâu. Cái này uống cho đẹp da thì ạ? Cái này cứ vậy là mình cho vào nước nóng. Hãm nhãn trà thôi. Anh mua cái kể uống cho nó đẹp da. Uống trường uống đó đâu uống thuốc trường sinh bất lão rồi. Để lấy được vợ. Thôi là bảo là uống thuốc hoa hồng da nó đẹp cái kia, nhìn nó trẻ đúng không? Anh cũng phải uống cho con lấy được vợ chứ. Có vợ mà. Uống thuốc trường sinh rồi, không bao giờ già nên không sợ. À, không ạ. Cháu đi xem. Ô cái con này con gì đây cô? Thằn lằn ạ. Cái này hình như là thuốc bổ thận. Cái này ngâm với rượu uống à? Bổ thận. Rượu thì em không uống được. Cái này có sắc lên uống được không? Hay chỉ ngâm rượu thôi? Ngâm được, sắc ngâm biết làm cái gì. Không sắc ngâm được. Ngâm. Đổ ngâm rượu thì ngâm rượu. À. Đây cũng là của anh. Chà. Không, em uống cái loại này. Uống nó nhạt. Mát uống nó nhạt, khó uống.
Đây là táo mèo. Đấy, đi vòng ra lối này. Ở đây có thuốc bổ thận không? Biết được uống có ấy không? Có mà. Nó mà tốt thì cũng mua thang rồi sắc uống. Nên hiệu thuốc chắn cắt ảnh. Ờ hả? Còn đây là cái gì đây? Ồ. Trà, đây toàn là trà đấy, artiso các loại. À có giấy. Ở đây còn có cả cái giấy chứng nhận đây này. Được cấp giấy chứng nhận. Trống này làm bằng da trâu ấy chứ. Có cả lông này. Sao người ta lại làm thêm cái như thế này? Cho đẹp. Cái khèn này thổi lên hay chỉ để trang trí được này? Thổi có chứ. Cái khèn này thổi được. Thổi được à? Thổi biết thổi được. Thổi được cho để trang trí được. Em tưởng là của người Mông, của người Dao. Người Dao kèm người Mông. Đi chị. Đây quay đỉnh quay. Đi ra đây chị. Cái chợ này rộng lắm mọi người này. Đó. Chỗ này trước người ta bán lan, bán những con ấy người dân tộc đông lắm, bây giờ lại thưa không thấy đấy. Là thứ sáu ở vắng ấy nhỉ. Sapa Market. Không biết là đây người ta bán cái gì. Thuốc hòa. Hình như là người ta bán thuốc hoa, thuốc khác. Nhiều đồ quá, chả biết cái đồ nào. Bên này cũng đông lắm rồi, tao cũng nhiều hàng quán lắm, nhiều vắng lắm. Mai hả? Mỏi chân chưa? Hả? Đồ thổ cẩm người ta mặc đẹp lắm, mình nhìn áo nhìn xấu rồi nhỉ? Đấy, dẫn mọi người đi tham quan du lịch qua màn ảnh nhỏ. Thuốc bắc, thuốc lam ở đây rất là nhiều. Hàng thuốc bắc. Về đi, chị về trước đi. Về cho người ta về chứ. Quay gì? Thôi. Thôi đi về. Rồi kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vợ chồng nha chị. Em đi. Chợ chồng. Chết giờ thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.